Nhắc đến những kỷ lục vào World Cup, chúng ta có thể kể được nhiều cái tên tiêu biểu như vua bóng đá Pele với 3 lần vô địch, Miroslav Klose, cùng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup, hay Lothar Matthaus với tư cách là cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở World Cup. Nhưng còn kỷ lục vĩ đại khác mà hẳn ít người biết đến và cái tên nắm giữ thành tích này cũng vô cùng xa lạ. 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup, bạn không hề nghe nhầm. Tại USA 94, Oleg Salenko đã tạo nên kỳ tích này trong trận đấu mà đội tuyển Nga đã giành chiến thắng 6-1 trước Cameroon. Màn trình diễn kinh điển đó của Salenko đến nay vẫn là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Oleg Antonievich Salenko sinh ngày 25 tháng 10 năm 1969 trong gia đình có cha là người Ukraine, mẹ là người Nga tại Saint Petersburg thuộc Liên Xô cũ. Oleg Salenko từng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Liên Xô thời điểm đó. Ông sở hữu cho mình khả năng sáng bàn thiên bẩm và nhanh chóng được gọi lên các tuyển trẻ của đội tuyển quốc gia. Thành tích đầu tiên của Salenko là danh hiệu chiếc giày vàng tại giải U20 thế giới năm 1989. Giải đấu năm đó, ông ghi 5 bàn thắng và giúp U20 Liên Xô lọt vào tứ kết. Tuy vậy, sự phát triển trong sự nghiệp của Salenko gặp rất nhiều trở ngại do tình hình chính trị bất ổn. Đó là thời điểm mà người ta chỉ còn quan tâm đến việc ly khai hay thống nhất, chứ không đoái hoài gì đến bóng đá. Khi Liên Xô tan rã, Salenko trở thành cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử ra sân cho cả hai đội tuyển khác nhau là Ukraine và Nga, khi cả hai đều từng là thành viên của Liên bang Xô Viết. Khởi đầu sự nghiệp ở quê nhà trong hai màu áo Zenit và Dynamo Kiev. Dù vậy, đất Tây Ban Nha mới là nơi đưa Salenko ra ánh sáng. Mùa giải 93-94, ông có thành tích ấn tượng với 17 bàn cho Club Brugge và mặc nhiên được huấn luyện viên đội tuyển Nga lúc bấy giờ là Pavel Sadirin đi tên vào danh sách tham dự World Cup 1994. Đây là lần đầu tiên nước Mỹ đăng cai vào vòng chung kết World Cup. Giải đấu này để lại rất nhiều ấn tượng khó phai. Đó là những bước chạy cuối cùng của cậu bé vàng Diego Maradona ở sân chơi thế giới, là cuộc hành trình vĩ đại của hai chú ngựa ô Thụy Điển, Bulgari khi cả hai đều vào bán kết, là cái cúi đầu đầy bất lực của Roberto Baggio ở trận chung kết, và Oleg Salenko cũng kịp để lại một dấu ấn trong trang sử hào hùng của các kỳ World Cup. Gần 3 năm sau ngày đội tuyển Liên Xô tan rã, Oleg Salenko cùng với những Andrei Kanchelskis, Sergei Juran ra sân trong hàng ngũ đội tuyển Nga ở một kỳ World Cup. Gấu Nga rơi vào một bảng đấu rất khó khăn với Brazil của Romario, Thụy Điển đang sở hữu một thế hệ vàng và bầy sư tử bất khuất Cameroon từng làm mưa làm gió tại Italia 90. Đương nhiên, Salenko và các đồng đội không còn được đánh giá cao như Liên Xô trước kia. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Nga đến với World Cup năm đó với tư cách là một đội lót đường. Những nhận định có phần cay đắng đó đã trở thành sự thật sau hai trận đấu vòng bảng đầu tiên. Nga để thua Brazil 0-2 và thua Thụy Điển 1-3. Hai trận thua tan nát này đã khép lại cánh cửa đi tiếp của đội bóng xứ sở Bạch Dương, và họ chỉ còn một trận đấu an ủi gặp Cameroon. Viễn cảnh trắng tay toàn tập World Cup đang hiện ra trước mắt Salenko, khi Cameroon cũng đang rất cần điểm để đi tiếp vào vòng sau. Dù không còn hy vọng, nhưng Nga đã không buông xuôi, và đó là ngày để đời của Oleg Salenko. Ngày 28 tháng 6 năm 1994, Nga và Cameroon đối đầu nhau trong một không khí rực lửa tại sân Stamford. Những kỳ tích thường bắt đầu từ rất sớm. Ngay phút 15, một pha lộn xộn trước khung thành của đại diện châu Phi và Salenko có mặt đúng vị trí để sút bồi sau khi bóng bật ra, 1-0 cho Nga. Cameroon vùng lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng thành quả chưa thấy đâu thì một lần nữa phút 41, Oleg Salenko lại thoát xuống nhân độ cách biệt sau một pha đá phạt nhanh đầy tinh quái. Ông kết thúc hiệp 1 bằng một cú hat-trick sau pha ghi bàn trên chấm penalty ở phút 44. Ngày hôm đó là một ngày kỳ diệu với bản thân Oleg Salenko. Dường như ông cứ ra chân là sẽ có bàn thắng. Chính bàn thắng đầu tiên đã khiến cho tôi tự tin và chơi thoải mái hơn. Ở những thời khắc đối mặt với thủ thành Cameroon sau đó, tôi có cảm giác có thể đánh bại anh ta bằng bất kỳ cách nào. Sau hiệp 2, tiền đạo máu số 9 có cho mình thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 72 và 75. Qua đó, hoàn tất một bàn tay nhỏ trong gần 60 phút. Thời điểm đó, bảng điện tử của sân vận động đã hiện lên dòng chữ kỷ lục World Cup. Nhưng Oleg Salenko vẫn không để ý đến những gì mà ông vừa làm được. Ông không nhận ra đó là chưa ai từng ghi 5 bàn trong một trận đấu qua lịch sử World Cup. Salenko hồi tưởng lại: "Tôi không hề nghĩ đến việc mình sẽ lập được kỷ lục đó trong suốt trận đấu. Mặc dù tôi có nghe thấy tiếng bình luận viên nói về mình trên khán đài, nhưng vì họ nói bằng tiếng Anh và tôi thì đang tập trung vào trận đấu, nên tôi thật sự không biết
mình vừa tạm được mục tiêu thần kỳ. Cameroon có được bàn thắng danh dự của lão tướng Roger Milla. Nhưng ngày hôm đó là sân khấu của Oleg Salenko. Mình trình diễn của ông khó tin đến nỗi cơ quan phòng chống doping đã buộc phải vào cuộc lấy một xét nghiệm nước tiểu vì nghi ngờ ông sử dụng chất kích thích. Nhưng kết quả là âm tính, đồng nghĩa với việc Oleg Salenko đã có tên trong bảng vàng World Cup. Tôi bị dẫn đi kiểm tra doping ngay sau khi trận đấu kết thúc vì họ nghi ngờ tôi. Sau hơn một giờ đồng hồ thử nghiệm, tôi có kết quả âm tính. Ngày hôm sau, hình ảnh của tôi xuất hiện trên khắp các mặt báo. Kỷ lục này không chỉ dành cho tôi mà nó còn dành cho cả đất nước. Trước đó, kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ trong một trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup chỉ là 4 bàn, và nó đã thuộc về rất nhiều những cái tên vĩ đại như Leonidas, Sandor Kocsis, Jess Fontan hay Eusebio. Và Oleg Salenko đã vượt qua những huyền thoại đó với một bàn tay nhỏ đáng kinh ngạc. Mặc dù Nga đã đại thắng 6-1, tuy nhiên vẫn không đủ để giúp Salenko cùng các đồng đội ghi tên vào vòng trong do họ phải chịu 2 thất bại đậm trước đó. Kết thúc giải đấu trên đất Mỹ, Oleg Salenko cùng với Hristo Stoichkov giành danh hiệu chiếc giày vàng World Cup với 6 bàn thắng. Điều đáng nói là tiền đạo người Nga chỉ mất 3 trận vòng bảng để đạt thành tích này. Tưởng chừng như những thành công ở World Cup 94 là bước ngoặt để Salenko thăng tiến trong sự nghiệp. Nào ngờ, đó là những ánh sáng cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Sau kỳ World Cup 94, Salenko chuyển đến Valencia nhưng thi đấu không thành công. Mùa giải 95-96, ông đến Rangers với một bản hợp đồng 3 năm và nhiều sự kỳ vọng. Thế nhưng, những rắc rối bên ngoài sân đã khiến tiền đạo người Nga không thể trụ lại Scotland. Nhà riêng của ông ở Scotland đã bị tấn công. Vợ ông đã đang trong thời kỳ mang thai. Một lần nữa, Oleg Salenko quyết định chuyển đi. Và lần này, ông đến với Thổ Nhĩ Kỳ, trong áo của Istanbulspor. Tuy vậy, vận đen vẫn không buông tha vụ phá lưới World Cup 94. Salenko gặp một chấn thương nặng ở đầu gối và phải bước vào một cuộc đại phẫu. Nhưng do thiếu sự phối hợp giữa người quản lý câu lạc bộ và những bác sĩ tham gia, quá trình điều trị chấn thương liên tục bị đình trệ. Salenko đánh mất phong độ và tiếp tục phiêu bạt đến vài câu lạc bộ nhỏ trước khi quyết định treo giày vào năm 2001 ở tuổi 31, kết thúc một sự nghiệp đầy thăng trầm với những điều kỳ diệu và chấn thương hành hạ. Ở đội tuyển quốc gia, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn. Mâu thuẫn giữa Salenko và huấn luyện viên trưởng khiến cho ông không bao giờ được triệu tập lên đội tuyển Nga. Sau khi giải nghệ, Oleg Salenko chuyển sang một hướng đi khác. Ông trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá bãi biển Ukraine. Salenko còn lấn sân sang hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không thuận lợi. Công ty của ông thua lỗ, cuộc sống túng thiếu khiến Oleg Salenko phải bán chiếc giày vàng World Cup 94 của ông để có tiền trang trải cuộc sống. Đã có một người trong hoàng gia UAE trả giá 500.000 đô la cho chiếc giày vàng. Việc kinh doanh của tôi không suôn sẻ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tôi cần tiền để trả nợ. Khoản đề nghị nửa triệu đô la cho chiếc giày vàng quá khó để từ chối. Đó là một điều đáng buồn cho cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Cuộc sống khiến Salenko phải bán đi thứ bảo vật thiêng liêng trong một đời cầu thủ. Năm 2014, ông nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ nghiệp dư ở Kiev và cũng chỉ đồng hành được một năm. Từ đó cho đến nay, cựu tiền đạo người Nga không còn tham gia vào công tác huấn luyện cũng như bóng đá mà tập trung nhiều hơn cho việc kinh doanh. Có thể nói, Oleg Salenko như một ngôi sao băng vụt sáng rực rỡ trên bầu trời USA 94 rồi lại tắt ngấm trong sự tiếc nuối. Ông cũng là người duy nhất trong lịch sử giành cả vu pha lưới ở U20 World Cup và một kỳ World Cup cho đội tuyển quốc gia. Trăm bàn thắng vào lưới của Cameroon ngày hôm đó vẫn là một siêu kỷ lục được lưu danh vào lịch sử cúp vàng thế giới.